2 năm 2019, thu hút sự tham dự của 319 vận động viên đến từ 29 câu lạc bộ cầu lông trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt có sự tham dự của 16 vận động viên thuộc câu lạc bộ YD của Hàn Quốc. Đồng hành cùng giải đấu lần này, thương hiệu đồ thể thao YD Sport Việt Nam là nhà tài trợ bạch kim cho giải đấu. Sau hơn một năm có mặt tại thị trường Việt Nam, thông qua nhà phân phối độc quyền là công ty YD Sport Việt Nam, thương hiệu thời trang này đã chiếm lĩnh được lòng tin người tiêu dùng trong nước. Tiếp theo, đối đầu Newcastle trên sân khách ở trận đấu.